tiểu sử Park Shin Hye Park Shin Hye sinh ra tại Quang Du, Hàn Quốc. Gia đình của cô gồm cha mẹ và một người anh trai. Bố Shin Hye là nghệ sĩ saxophone chuyên nghiệp. Mẹ Shin Hye là nghệ sĩ chơi sáo ocarina. Anh trai Shin Hye là một tay guitar. Năm 2001, cô debut trong video âm nhạc Sarang Hanai Ozo oh, You Love của Lee Sung Hoan và làm việc trong Dream Factory. Cô đã thông qua các buổi thử giọng, gia nhập công ty và bắt đầu được đào tạo như một ca sĩ. Nhưng sau một thời gian, cô chuyển sang làm diễn viên nhí. Vai diễn đầu tay của cô tạo được ấn tượng khi vào vai Han Dung Su hồi nhỏ trong bộ phim Ăn Khách. Nấc thang lên thiên đường, lúc 16 tuổi cô vào vai nữ chính lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình Tri ở Heaven phát sóng trên SBS cùng. Với nam diễn viên Lee Oan đã từng hợp tác trong nấc thang lên thiên đường. Cô cũng là nữ diễn viên trẻ nhất được đóng vai chính một bộ phim truyền hình. Trong phim, Shin he vào vai Ha Nam một cô gái người Nhật. Bộ phim này được các nhà chuyên môn đánh giá tích cực. Cô dược các fan bí von là nữ hoàng phim bi tuổi tin. Cũng nhờ độ nổi tiếng của bộ phim, Xin He đã nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và là người mẫu cho một số công ty. Cô cũng hát một bài cho nhạc phim này. The Evil Twin là phim kinh dị cổ trang đầu tiên do nữ diễn viên trẻ này đóng năm 2007. Phim lấy bối cảnh vào thời đại Joseon ở ngôi làng Seure. Sau đó, cô đóng một trong bốn nhân vật chính của bộ phim Gonet. Bộ phim này không thành công như mong đợi, nhưng đến năm 2009, Shin Hye đã làm nên một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi vào vai cô nàng giả trai ngốc nghếch. Cả tình mi Nam trong bộ phim truyền hình Beauty Beautiful. Nhờ thành công lớn của bộ phim, Park Shin Hye được coi như một ngôi sao Hollywood thế hệ mới của Hàn Quốc và mọi người công nhận là một diễn viên trưởng thành. Năm 2011, cô tham gia tiếp phim thần tượng mang tên Hát trước ngày công chiếu. Số địa đặt trước tới 50.000 bản. Năm 2012. Park Shin Hye tham gia chương trình thực tế Music and Lyric cùng với nam ca sĩ Yoon Gun và tổ chức fan meeting của riêng mình, ngày 1 tháng 7 năm 2015, Park Shin Hye và Lee Jong Suk bị công bố loạt ảnh hẹn hò bởi trang Dispatch. Tuy nhiên, cả hai đã nhanh chóng phủ nhận thông tin và cho biết họ chỉ là bạn bè.